Hyundai Santa Fe, xe tiền tỷ một thời, hiện tại bây giờ còn hơn 200 triệu đồng. Thật sự là nếu mà bỏ ra hơn 200 triệu đồng mua một chiếc xe về để đi lại hàng ngày, đi chơi, đi rừng, đi rú, đây là một chiếc xe khá là ok luôn. Bởi vì em nó gầm cao, số tự động, hai cầu, máy xăng cực kỳ là khỏe. Và với cái tông màu lâu cà phê, lâu này giống một của chiếc Corolla Altis, Toyota Corolla Altis 2015-16 đấy nhá. Đấy, màu lâu cà phê rất là đẹp. Đấy, Hyundai Santa Fe anh em nhá, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc bản 2 cầu, số tự động, máy xăng. Thì hôm nay bên em mới về cái chiếc xe này, sản xuất năm 2007, form dáng cực kỳ là đẹp. Đấy, V64WD, sơn xi cực đẹp và body của em nó thì quá là ok rồi. Được phải nói là được chủ xe lên form cũng khá là ok đấy, bậc lên xuống, giá lóc, màu sơn, body kit trước sau. Đấy, nội thất cực kỳ là đẹp. Nếu như anh chị em nào đang tìm một cái mẫu xe về đi lại hàng ngày thì lên quan tâm đến mẫu xe này nhá. Trước này em bán hơn 200 triệu đồng thôi, thì bây giờ em sẽ đi vào tổng thành chi tiết của mẫu Hyundai Santa Fe làm mưa làm gió một thời những năm 2007-2008 này. Đấy, hiện tại bây giờ cực kỳ là rẻ. Tên tư nhân biển 75A31310, là 70 năm làm biển ở Huế nhá, Huế mộng mơ anh em ơi nhá. Đấy, form dáng đây, đèn bi xi lông nguyên bản theo xe, đèn pha rất là đẹp. Đấy, đầu này có mặt ca lăng, có chữ Santa Fe mạ chrome này, quá là ok luôn, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Bạ vạ gầm cao, 7 chỗ ngồi, xe thì có trang bị camera hành trình đầy đủ rồi. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh em các kiểu luôn. Hơn 200 triệu đồng mua đâu được cái một cái mẫu xe mà nó form dáng nó đẹp như thế này, khỏe khoắn như này, mà thương hiệu như này, đồ chơi lên full phục vụ như này luôn. Đấy, số tự động nhá, ok chưa anh em, màn hình đầy đủ này, màn hình camera hành trình, camera lùi đầy đủ nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Xăng mở điện này, tổng năng hạ kính chỉnh điện này. Đấy, trước này là sản xuất xe nào nó không có đắt ở đây, nhưng mà tiếng Tây, tiếng Tàu là em chịu hết rồi. Đấy, nhưng mà trước này là sổ là sản xuất năm 2007 2007 em nhá. Không tai nạn đâm xô hay là ngập nước gì cả. Hàng ghế thứ 3 và thứ 2 có thể gập lại được, thành một cái giường cực kỳ là rộng, hoặc chúng ta để đồ. Xe thì mới về bên em, chưa dọn dẹp vệ sinh gì cả. Em lên sóng quay luôn mộc cho anh em nhá, chưa dọn dẹp vệ sinh gì cả. Đấy, ok chưa, rất là đẹp. Đây, cửa gió điều hòa sau này. Đấy, trước này thì em đang chào bán với mức giá là 245 triệu, bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho em Hyundai Santa Fe V64WD này. Ok chưa anh em. Đấy, hàng ghế sau thì đây, chúng ta có cái này này. Đấy, kéo lên. Rất là rộng rãi luôn. Và cửa tiền hơn 200 triệu. Nói chung là nội thất nó hơi bị cũ một chút, thì em sẽ mang đi đánh dọn nội thất này, chỉnh lại đồ nhựa này. Bởi vì là xe cũ hơn 15 tuổi rồi. Nhưng đặc biệt được cái là nhìn em rất là cứng xe, máy móc cực kỳ là chất, số lẩy cực kỳ là mượt luôn. Đấy, rất là gọn gàng. Con này mà đi đường rừng, đường đồi núi thì nó là hết bài luôn. Bởi vì là em nó hai cầu này, phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS đầy đủ, lại còn số tự động nữa. Đấy, ok chưa anh em. Điều hòa rất run luôn nhá. Nội thất cực kỳ là đẹp này, các bác nhìn này. Vô lăng túi khí này. Đấy, túi khí an toàn đầy đủ nhá. V6 rất là đẹp. Cửa tiền chỉ có 245 triệu đồng thôi. 245 triệu đồng. Anh chị em quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Đấy, bên em nhận đổi cua các xe nhá. Thì trước này thì em cũng là được nhận đổi cua các xe đấy anh em ạ. Bởi vì là em cũng chủ xe thì đang đi chiếc này mà muốn đổi đến chiếc E280 của bên em. Đấy, E280 của bên em. Thì bên em nhận đổi cô cát thôi. Ok chưa? Rất là đẹp, phím bấm này. Túi khí này. Order 13 vạn này. Đấy. 13 vạn anh em nhá. Nói chung là vô lăng cực kỳ là đầm chắc luôn. Khóa lốc này. Đấy. Một cầu hai cầu khóa, kiểu khóa vi sai hay sao này. Ok chưa? Chứ không phải là đơn giản một chút nào đâu. Điều hòa thế nào rất run rồi. Rất run rồi sẵn rồi. Đây, em cho anh em xem khoang máy động cơ nhá. Một chiếc xe 245 triệu. Form dáng to, cao, đẹp dai. Đấy. Tội gì anh em phải đi phó anh kép đúng không? V6 nhá. Còn như con này là máy 2.5. Đấy, sơn xi màu lâu cực kỳ là đẹp luôn, lâu cà phê. Đó, máy lổ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em sẽ vệ sinh tất cả nó bụi bẩn thôi. Vệ sinh sạch sẽ thì nó đẹp trai ngay. Máy đang lỗi nhá. Quá là êm luôn. Đấy. Quá là êm luôn anh em nhá. Rất êm luôn.
Máy số trên này thì cực kỳ là chất rồi. Đấy. Anh em nào mà quan tâm đến em Santa Fe này, một chiếc xe cực kỳ là đẹp, sản xuất năm 2007, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ máy xăng, số tự động 2 cầu. Xe gọn gàng, không tai nạn đâm xô hay là ngập nước gì cả. Đấy, cực kỳ nó ok nhá. Thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang ô tô chất, và bác nào thích đổi xe thì em lại nhận đổi kèo cô các xe nhá. Ví dụ xe anh chị mà cao hơn tiền hơn xe em thì em lại gửi thêm tiền anh chị. Anh chị thấp hơn tiền hơn bên em thì em lại anh chị lại phải đổi thêm tiền cho bên em. Ok chị nhá. 245 triệu thôi. Santa Fe sản xuất năm 2007, máy xăng 2 cầu, số động